Ok, xin chào tất cả mọi người, quay trở lại với video mới nhất của Hưng. Thì theo yêu cầu của rất là nhiều anh em thì muốn làm cái video giới thiệu về những cái phụ tùng ở trên con VinFast Fadil. Thì hôm nay Hưng sẵn một chiếc VinFast Fadil màu xám, và bản này là bản nâng cao. Thì Hưng cũng sẽ làm giới thiệu về một vài cái chi tiết phụ tùng trên xe. Đấy, thì rất là nhiều người đã biết được là VinFast Lux có phụ tùng rất là rẻ, thì không biết rằng là Fadil nó sẽ có cái phụ tùng như thế nào. Đấy, động cơ của Fadil là động cơ 1.5. Đấy, và động cơ này cho công suất là 98 mã lực, rất là mạnh nha, rất là mạnh. 4 máy. Đây là bên ngoài của Fadil bản nâng cao, thì chúng ta sẽ có cái mâm. Đây, mâm phay xước rất là đẹp, màu xám. Đầu tiên thì Hưng nói về cái động cơ. Động cơ của xe này là 75.802.100. Đây là giá đã có VAT. Ắc quy của xe thì đây chính là ắc quy của xe. 2.810.500. Tiếp theo Hưng nói luôn đó là cái hộp số, thì đây là cái mắc nhất. Mắc nhất trong xe, đây là hộp số vô cấp CVT. Thì hộp số này là 141.174.000. Đấy, hơn 141.000 cho cái hộp số của VinFast Fadil. Ở đây thì có một cái chi tiết nhỏ nữa là cái thanh chống này thì Hưng giới thiệu thêm thôi. Thì cái thanh này có cái giá đây là 103.400. Thanh chống nắp capo nha. Những chi tiết nào Hưng thấy có trong cái bảng giá phụ tùng thì Hưng sẽ nêu ra. Ở phần đầu xe thì Hưng giới thiệu luôn về cái phần đèn pha bên trái và bên phải. Thì đèn pha bên trái là 4.367.000, và đèn pha bên phải cũng là một giá tương tự cho một cái đèn này. Cái đèn xi nhan này thì có cái giá là 93.500, tức là cái bóng xi nhan màu vàng như mọi người thấy. Và cái đèn sương mù cả cụm này là 1.048.300. Ở trên gương chiếu hậu thì chúng ta có cái đèn xi nhan ở trên gương màu trắng này, 777.700, giá đã bao gồm VAT. Rồi bên ngoài xe thì Hưng giới thiệu luôn cái thì đây chính là cái mâm của bản nâng cao là 4.959.900. Về phần lốp xe thì nó sử dụng lốp là Continental với cái giá là 2.599.300 cho một lốp, thì gồm có 4 lốp như nhau nha, mâm xe cũng là như nhau luôn. Đấy, ở phía trên này thì chúng ta sẽ có cái lưỡi gạt của lưỡi gạt mưa của kính chắn gió. Thì cái này nó sẽ có hai thanh, thanh ngắn là bên này đây là 190.300, và thanh dài là 261.800 đồng. Về cái phần gương chiếu hậu này thì chúng ta sẽ có cái mặt gương bên trong, mặt gương này đây, 346.500 đồng. Những chi tiết như là cái kính chắn gió này đây, thì kính chắn gió của xe là 6.239.200. Kính cửa hậu, kính sau đây nó sử dụng đây thì sẽ là 2.655.400. Kính cửa sau là 763.400, và kính cửa trước là 469.700. Như vậy thì những cái phụ tùng mà bên ngồi xe cũng đã giới thiệu gần như là đầy đủ những cái cơ bản mà hay bị va chạm nhất. Đấy, bây giờ Hưng sẽ vào bên trong xe và có những một vài cái chi tiết Hưng sẽ giới thiệu về cái giá của nó. Bên trong xe thì chúng ta sẽ có cái vô lăng đây, thì cái vô lăng này sẽ có giá là 2.279.200. Đấy, ngoài ra là có túi khí ở vô lăng. Cái túi khí ở đây sẽ khá là cao, nó là 5.047.900. Túi khí ở bên kia đồng hồ tắp lô là 5.151.300.
Phần phía dưới này thì chúng ta sẽ thấy hai cái phần chân phanh và chân ga. Thì cái chân phanh là 2.279.200 và chân bàn đạp ga là 1.103.300 đồng. Khá là rẻ. Đấy. Ở giữa trung tâm thì sẽ có những cái cơ bản như là cái dàn nóng, dàn lạnh. Thì ở đây Hưng có tìm hiểu và xem là dàn nóng của xe, dàn nóng điều hòa là 5.559.400 đấy, và dàn lạnh điều hòa là 4.691.500 đồng. Còn những cái phần Hưng nói như là cái phần hộp số là cái mắc nhất vì nó là hộp số CVT đấy, thì là hơn 141 triệu. Chẳng hạn như cái gương chiếu hậu này thì Hưng xem giá thì nó đâu đó là hơn 100 ngàn một cái. Và những cái phần lãi nếu như ở cái bản cao cấp ấy là bằng chrome á thì nó hơn 200, nhưng mà ở đây thì nó lại bằng nhựa thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy. Cơ bản thì những cái phụ tùng trên VinFast Fadil cũng tương đối là rẻ. Đấy, đặc biệt là cái gương chắn gió này thì nó lại cao hơn so với lại xe lắc A hay là lắc XA. Là một điều khá là bất ngờ. Ok, hy vọng rằng là qua những cái video của Hưng giới thiệu sơ lược về những cái phụ tùng trên xe thì mọi người có thể nắm rõ được hơn và sẽ có cái quyết định đúng đắn khi mà sở hữu VinFast Fadil cũng như là VinFast Lux. Đấy. Video của Hưng đến đây là kết thúc. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm và để lại ý kiến của mình ở phần comment. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.